Hoàng Thiện cũng kính chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của nông cơ Du Bơm Nước nha. Thì hôm nay Thiện cũng lên một ít, bữa nay Chủ nhật thì cũng 27 tháng 10 rồi, cũng gần hết tháng, bước qua tháng 11 rồi. Thì bước qua tháng 11 rồi bắt đầu hàng sẽ đổ vô điều điều lại rồi. Thì Thiện cũng đã vô Sài Gòn cũng đã lấy hàng xong xuôi hết rồi. Thì cũng đang chờ là ngày thứ ba mới đổ hàng về. Thì cũng được một ít hàng về để mà phục vụ cho bà con. Thì trong cái thời gian qua tháng 11 này bắt đầu hàng về lại điều lại rồi nha. Thì hôm nay Chủ nhật thì Thiện cũng mới về, thì Thiện đi 3-4 ngày đây rồi. Thì hôm nay Thiện cũng lên một ít lô xả kho hết. Giá ngày hôm nay Thiện sẽ xả một cái giá tuột quần luôn cho bà con. Thì bà con thấy những cái con máy nào bà con thích thì bà con lấy về, bà con dọn hay gì đó thì Thiện sẽ bán cho bà con một cái giá rất là siêu rẻ cho bà con nha. Đó thì hôm nay thì bà con cũng rõ rồi, thì cái những con máy nào thì Thiện sẽ bán theo hình thức cái trên kênh, máy có những gì thì bà con hưởng những cái đấy, chứ cho Thiện không có lấy những cái gì nha. Thì bà con coi kỹ là như hiểu trên kênh nó có những cái gì và Thiện sẽ nói những cái gì trên kênh thì Thiện sẽ chịu trách nhiệm hết trên kênh cho bà con. Đó, ngày hôm nay là Thiện sẽ lên cũng hơi nhiều, thì lên chắc Thiện cũng lên tầm là 50 lô cho bà con nha. Thì bên cửa hàng thì buôn bán từ hồi xưa giờ thì bà con cũng rõ rồi, Thiện sẽ ship hàng toàn quốc cho bà con. Còn phí vận chuyển là bên cửa hàng sẽ không có chịu phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển là bên bà con. Bên bà con thì phí vận chuyển Thiện cũng đã hợp đồng với bưu điện, thì giá nó cũng đã rẻ rồi. Giá thì cũng có 5.500 một ký thôi. Thì một con máy thì nó cứ tính số ký nó lên là nó tính tiền tới thôi nha bà con. Như sử từ 5 ký đổ xuống thì khoảng là 30.000. Thì 6 ký đổ lên là bắt đầu từ cái mốc đó là cứ 5.500 một ký. Nên cho bà con lưu ý dùm cho Thiện nha. Đó, rồi thì hôm nay thì Thiện sẽ vô được đẹp. Hôm nay là Thiện sẽ đi từ con A1 nha. Hôm nay Thiện sẽ đi từ con A1 lên cho bà con. Đó thì những con máy và Thiện sẽ báo giá chính xác và báo những cái món hàng nó có những cái gì cho bà con, hơi lửa gì đó Thiện sẽ báo hết cho bà con. Thì bà con Thiện sẽ để một cái giá tiền đó, thì cũng có giá cả hết trên từng con máy. Thì bà con thấy nó ok thì bà con cứ alo cho Thiện nha. Đó, thì hôm nay Thiện cũng đi bắt lớp, thì Thiện sẽ đi từ con A1 nè. Con A1 này là một con máy bên điện 110, hãng con Ruby, nó là điện 110 nha, máy Nhật là nó điện 110, con này bao chạy cho bà con. Còn gắm điện 110 là bao chạy cho bà con nha. Rồi bán cái con này cho bà con giá bán là 270.000 nha. Con A1 270.000. Rồi A2 nè. A2 là một cái con này là cũng là một con máy binh, nhưng mà nó lên tới 3.600 nha. 3.600, con này cũng bao chạy điện 110 cho bà con luôn. Bao cho bà con chạy nha. Đã gắm điện 110 giờ này chỉ còn có 2 cái, bữa lên 10 mấy cái mà bà con chốt hết rồi. Thì bán cái con này cho bà con giá bán là 280.000 nha. A2 280.000 bao chạy cho bà con nha. Rồi vô con A3 nè. Một cái con này là con Isaki. Con này là con Kuduta, chứ Kuduta nó là 40cc. Thì nó đã bán cái động cơ này nè cho bà con nè. Động cơ đã bao bà con là màu xăng màu đồ nổ luôn cho bà con luôn. Bao hơi bao nồng đồ cho bà con, màu xăng nổ. Giờ nhà bà con nào cái bình xăng mẹ đây cũng còn viên nè. Nhưng mà cái quạt nó bị bở chỗ này, giờ bà con lấy quạt lấy đồ. Đới thì nó đã bở rồi, lấy viên cái bộ phận của quạt này nọ để gắn vô cái con máy của mình nha. Con này là bao cho bà con là màu xăng là bán là cái quạt này bà con có tận dụng được thì bà con lấy. Còn không là bà con mở máy ra mình ráp vô những cái con máy của mình nha. Rồi bán cái cục này cho bà con giá bán là 500.000 nha. A3 500.000. Rồi vô A4 này có hai cái lữ đánh cỏ sạch nha. Đó nằm vô máy là phải là từ nồng 34-36 đổ lên nha. Là mới đánh được cái lữ này đánh để sạch cỏ. Đánh xung quanh rồi khỏi bị dính đá dính đồ mà nguy hiểm nha. Còn cái này là mình đánh là đánh sạch sẽ luôn cho cỏ đồ này nọ là ra thành đất luôn đó. Rồi cái này là A4 nha. A4 này thì sẽ bán cho bà con giá bán hai cái như vậy nè. Bán cho bà con 140 nha. Bán cho bà con 140, A4 140. Rồi A5 luôn, thì một con bơm nước luôn nha bà con, con bơm nước Mitsu. Con này là màu xăng màu đồ là nổ hết, giờ bà con xúc nhẹ chứng xăng lại là cho máy nổ ok thôi nha. Bao bà con hở bạc. Thì con này là nó là hút xả 90. Hút xả 90 nha. Hút xả 90, con này là lưu lượng nước nó là 600 lít nước cho 1 phút nha bà con. Bao đủ đồ, bao hở bạc luôn cho bà con. Giờ xúc nhẹ chứng xăng lại cho nó nổ nha. Rồi bán con A5 này cho bà con giá bán là 1.500.000 nha. Bán cho bà con 1.500.000, A5 1.500.000. Rồi A6 nè. A6 là một cái con thổi lá Kuduta nha. Con này là 40cc nha bà con. Kuduta thổi lá nè. Con này 40cc hay là 38 gì nè. Nòng 38 chứ. Con này là bao cho bà con nổ luôn. Riêng con này là bao cho bà con nổ, giờ thổi lá hụt điều hụt đồ nè. Rất là đẹp nha bà con. Thấy bà con dòm nè, rất là mẫu mã rất là đẹp, xuất sắc luôn. Vàng lông vàng đồ còn rất đẹp, bao cho bà con nổ luôn. Rồi bán cái con này cho bà con giá bán là 1.200.000 nè.
A6 1,2 triệu nha. Sắp giờ bên đó luôn. Rồi A7 nè, thêm một cái con ở đây nữa nè. Con này là nó cũng là dòng nó là dòng cũng là Isuki nha. Cũng là 40cc, con này là đã độ, thì đã độ qua cái thổi lá cho bà con. Độ thổi lá cho bà con nha. Nếu mà nhà bà con nào có những dòng máy này mà có cái bình, dời bỏ ra, gắn vô bình vô là xài ok luôn. Ống nhung, ống đồ có luôn, bao nổ luôn cho bà con luôn. Quạt này nọ là còn nguyên si hết, không bị bởi, đai lưng đai đồ là còn rất là tương đối là đẹp. Ở chỗ này nó hơi bị số ra thôi, giờ mình chịu khó mình may đồ lại nha. Bán bao nổ luôn cho bà con. Nếu mà nhà bà con nào có bình thì bà con gắn bình vô, bà con xài còn không có là thổi lá nha. Rồi bán cái con này cho bà con giá bán là 1 triệu nha. A7 1 triệu. Rồi con A8 luôn, một cái dàn xịt thuốc đầu giang ma. Giang ma này động cơ nó là giang ma, nó là 7 ngựa nha bà con. Con này là 7 ngựa 7 nha bà con. Rồi, 7 ngựa 7. 7 ngựa 7 gần 8 ngựa lận nha bà con. Thì nó con này nó có chức năng là đời, thì bình là bình mới. Nhưng mà Thiện có một cái video đã test rồi, hôm nay Thiện xả kho luôn cho bà con luôn. Đời máy đời nổ nha. Giờ đời nổ, bao cho bà con đời nổ đàng hoàng, bao máy ô cơ đàng hoàng cho bà con. Dây thì là dây cao áp, dây tốt, dây dẻo 50m. Động cơ là bao đủ đồ hết cho bà con, nổ luôn cho bà con. Còn cái đầu áp nó là MS400 nha. Đầu áp MS400 da. Đó, thằng này là da 28 nha bà con. Da đây là da con này là như da 28 nè. Đúng rồi, đầu áp này da 28, nó là nòng dài, do nó là da nó mà nó là nòng dài cho nên nó là nó rất là mạnh nha, lưu lượng nước nó lên tới 61 lít nước trên 1 phút nha bà con. Mã lực nó lên tới 41 kg luôn. Mã lực của nó lên tới 41 kg. Thì những cái đầu áp này là Thiện sẽ bao cho bà con xài luôn. Nguyên cái vàng này bao cho bà con xài giờ không còn làm cái gì nữa hết nha bà con. Chứ không phải là giờ mà giờ chỉnh sửa này nọ đồ nữa hết. Giờ cứ gắn lên vô là xài thôi, mình thuốc tứ đồ này nọ đầm phun phân phun đồ là kéo đi vài 400-500 lít giây. Có chức năng đời luôn. Thì nhiều bà con biểu Thiện là mổ đầu áp ra bán, mua cái động cơ cũng có. Thì nếu mà kênh này lên mà Thiện mà không ai mua nữa, Thiện sẽ rã ra, Thiện sẽ bán từng món cho bà con luôn. Bán từng món luôn cho bà con luôn nha. Rồi cây này bán cho bà con giá bán là 8 triệu nha. A8 8 triệu nha. Rồi A9 nè. A9 là một cái con thổi lá nha bà con. Thổi lá Curit. Thổi lá Curit mà nó bị bởi chỗ này rồi. Mà Thiện chiến sang chứng đồ là còn, nó mất cái vú bơm nè. Giật hơi hám rồi thử có. Hơi hám rồi còn rất ngon nha. Rồi bán cái này cho bà con 400 ngàn nè. A9 nha, 400 ngàn nha. A9 400 ngàn. Rồi vô A10 nè, một cái bí nha. Bí này là bí nhỏ nha, bí 310. Ngay chỗ này nó bị bởi lóc ở chỗ này nè. Đó, nó bị mòn cái lóc chỗ này thôi. Nòng bít tông rồi là còn là để coi Thiện coi. Hơi hám là còn ngon rồi nè. Thấy không? Mà nó bị tình trạng là nó bị ngay chỗ đây nó hơi bị mòn nè. Bình đó là còn rất mới, bình đây là rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp. Cái lưng đây đồ là cái này là cũng còn nè, con là còn nè. Đây là thấy bà con thấy cái lóc nó bị oxy hóa nè. Thấy không? Cái hóa chỗ này thấy không? Bà con thấy không? Đó. Rồi bán rẻ cái con này luôn cho bà con luôn 500 ngàn nè. A10 500 ngàn nha. Rồi A11 luôn. Thêm một cái con Komitsu 2003. Thổi lá nha, đầy đủ đồ nè. Đầy đủ đồ. Đầy đủ đồ nha, hơi lửa tốt, mồi xăng nổ luôn. Giờ xúc nhẹ trứng xăng lại là ok nha. Rồi bán cái cây này cho bà con giá bán rẻ luôn cho bà con luôn nha. Bán rẻ cho bà con là 850 nha. Bán 850 ngàn luôn nha. A11 nha, 850 ngàn, bán rẻ luôn, xả kho cho bà con luôn. Rồi A12 nè. Thêm một con Echo. Echo nha, Echo này đầy đủ đồ nè. Thấy không bà con thấy không? Đầy đủ đồ. Thấy không? Rất là đẹp, xúc sắc luôn. Giật hơi bao lửa cho bà con luôn. Bao hơi bao lửa nha. Rồi bán con này cũng dạy cho bà con luôn 850 ngàn luôn. A12 850 ngàn. Rồi A13 nè, thêm một cái con máy Isaki. Isaki nha. Con này nó bị cứng máy nè. Bình đó là nó bị răng rồi nè. Bình bị răng rồi, bình chân chứa còn nè. Thấy không? Lóc máy là bị lủng một lỗ rồi nè. Bán cho bà con lấy đồ phụ tùng nha. Rồi bán cái con này cho bà con là 250 ngàn nè. A13 250 ngàn nha. Rồi A14 nè, một cái hàng TU, hàng tàu xuất Nhật nè, đầy đủ đồ, hơi lửa có nè, màu xăng màu đồ nổ nè, bán rẻ luôn cho bà con luôn. Rồi bán cái cục này cho bà con 300 ngàn nè. A14 300 ngàn nè.
Rồi A15 nè, một con cua sinh bơm nước nha, hơi lửa tốt. Giờ xúc nhẹ chấn sang lại cho máy nổ nha. Đó, hút xả là 34. Hút xả 34 bao cho bà con, bao nồng, bao bít tông rồi cho bà con luôn. Rồi bán con này cho bà con bà 750 ngàn nè. Đó, bán cho bà con ráng rẻ luôn giờ cho bà con luôn. A15 750 nha. Rồi A16 nè, thì một cái động cơ nè, động cơ Mitsubishi Yama nè. À, động cơ Mitsubishi Yama nha, động cơ 5 người rưỡi nha bà con. À, con này là đó thì coi 5 người rưỡi hay là 6 người vậy nè. Mitsubishi Yama. Inlock Mitsubishi Yama nha. Hình như con này 5 người rưỡi nha bà con. À, con này là bao nồng bao hở bạc đồ cho bà con luôn. Giờ xúc nhẹ chấn sang lại cho nó nổ ok luôn nha bà con. Rồi bán cái cục này cho bà con là nguyên cái cục này động cơ dài cho bà con là 800 ngàn. À, bán cho bà con 800 ngàn, bán rẻ luôn. Con A16 800 ngàn nha. Rồi A17 luôn, thêm một cây cưa. Cây cưa G36 nè, giật hơi hám cho bà con coi. Rồi, rồi giờ bà con xúc nhẹ rồi kiểm tra rồi lại xài nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi bán cây này cho bà con 800 ngàn luôn. Đó, xả kho luôn, còn có 1 cây nữa là hết rồi. Rồi, A17 800 ngàn nha. Rồi, A18 luôn, thêm một cái con thỏi lá nè, hàng mới nè. Hàng này là hàng công ty Việt Nam sản xuất ở tại Canada, hướng về Hồ Diêm Thị Lợi nha. Rồi bán cái cây này cho bà con bao nổ luôn cho bà con luôn nha. Giờ chỉnh gió chỉnh đồ lại là xài xong. Rồi bán cái này cho bà con, bán một còn một cây một cuối cùng, bán cho bà con 750 ngàn. Đó, giờ xài bậy bạ luôn. Rồi cây này A18 750 ngàn. Rồi A19 luôn. Đó, một con sinh đâu qua. Đó, đầy đủ đồ, hơi lửa tốt, bao nồng, bao lửa, bao đồ đầy đủ hết cho bà con luôn. Đó, bao hết đầy đủ hết cho bà con nha. Giờ xúc nhẹ chấn sang lại cho máy nó nổ nha. Hút xả 34. Rồi bán cái con này cho bà con là 680 ngàn luôn. A19 680 ngàn. Hôm nay thiện hạ giá hết cho bà con luôn. Chuẩn bị hàng mới về rồi. Rồi A20 nè. Một con thổi lá nữa nha. À, thổi lá con này, là cô mê gì? Hugana. À, con này Hugana nha. À, chính sang mắt nắp UE nè. Giật hơi hám rồi cho bà con coi. Đầy đủ rồi. Rồi rồi đầy đủ. Đó. Rồi bán cây này cho bà con 650 ngàn nè. Bán cho bà con 650 ngàn luôn nè. Xả hết cho bà con luôn. A20 650 ngàn. Rồi A21 nè, thêm một cái con Honda GX. Con này là Yakuyama. Đây là Yakuyama nha. Con này là 6 người rưỡi nha bà con, hàng chưa qua sử dụng nha. Giờ là bà con chuyển xăng lại cho nó nổ luôn. Con này đổ xăng vô nó nổ à. Rồi bán cho bà con 900 ngàn nè. A21 900 ngàn nha. Rồi A22 luôn nè. Thêm một cái đầu, còn một cái đầu Winafort. Cùng tum cùng đồ luôn, đầy đủ luôn nè nha bà con. Giờ gắn chới xăng quanh bờ rồ vô. Hai cái này là bắt bình xăng nè. Rồi bán cái cục này cho bà con là 380 ngàn nè. A22 380 ngàn. Rồi A23 nè. Ở một cái đầu xịt thuốc, cái đầu motor là ba ngựa nè, đang nằm trên cái đầu cao áp đầu đầu da nha. Da này da 22 nha. Da 20 nha. MS403 nè. Con này bao cơ và bao gồm đi một cuộn dây cũng gây rời rú xe cao áp luôn. Con này khoảng 20 m nha. 20 m có dòi có đồ sẵn xuông sẵn hết luôn cho bà con nè. Giờ cứ việc bà con làm thôi. Bán cái vàng này hôm nay thiện sĩ xả giá luôn cho bà con luôn. Bán rẻ luôn cho bà con, lấy cho bà con giờ bà con chỉ dọn thôi, bán cho bà con 5,2 triệu nha. 5,2 triệu. Bán rẻ cho bà con luôn á, hôm nay tiện xả giá luôn cho rồi. Có dây đó được luôn nha, có 5,2 triệu thôi nha. Là A23. Rồi A24 nè. A24 nha, một cái con máy phát điện. Con này là con máy phát điện Itman nha bà con. Itman. Con này là mã lực nó lên tới là 3.5 kW luôn nè, bao cho bà con ở nhà mình xài hai cái máy lạnh. Nhà mình thử rồi, hai máy lạnh, tủ lạnh đồ đầy đủ luôn nha. Mà còn bà con nào muốn xài bếp điện từ đồ là phải tắt máy lạnh lại bớt. Đó là xài rất ok. Thì riêng cái con này thì nó xài, nếu mà xài gia đình là rất là ok luôn nha bà con. Hàng là chưa qua sử dụng, chưa đổ xăng đổ nhớt hết nha, đập thùng dời cứ đập thùng ra thôi. Rồi con này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 3,6 triệu nha. A24 đã khỏi luôn, nói bà con cứ chốt là chốt con máy phát điện thôi. Máy phát điện là thiện sẽ biết nha. Cứ chốt máy phát điện cho thiện nha. Đó, rồi vô con A24 nè. A24 nha, một dàn xịt thuốc đầu ti inox nha, T28 nha. A21 đầu động cơ là Rubin E15 này, ba người rưỡi đang kéo cái dàn áp là T28 nha, ti inox 3 ti,
con này bao cho bà con xài luôn. Giờ cái việc bà con xài ta không cần làm gì nữa hết nha, bán cho bà con 3,1 triệu nha. Đó, bán cho bà con 3,1 triệu, con A24 3,1 triệu nha. Rồi A32 ở bên A25 A25 nè, một cái bình hơi nha, bình hơi bao bà con gắn điện 220 vô xài luôn nè. Đó, còn rất đẹp nha, nó mất hai cái bánh rồi. Rồi bán cho bà con cái con này là bao xài cho bà con, bán cho bà con là 1,8 triệu nha. Thôi bán rẻ luôn cho bà con thôi, 1,5 triệu thôi. Đó, cho mau đi. Ở A25 1,5 triệu. Rồi A26 nè, một con Rubin nha, Rubin 60 nè, bình nó là bình 20-25 lít nè. Ở máy đồ nổ bao kiểm tra nòng bít tông rồi đẹp hết. Giờ là nổ luôn nha bà con, hơi lửa rồi tốt, không có cần làm gì nữa hết. Đó, nó ra chỗ này ống cao su thì nó bị tét một chút xíu chỗ này, giờ bà con quấn băng keo chỗ này lại là xong, ok nha. Rồi bán con này cho bà con giá bán là 1,6 triệu nha. Đó, bán cho bà con 1,6 triệu. A26 1,6 triệu nha. Đó, bà con xem kỹ dùm cho Thiện nha, chứ mua hàng lô rồi mà bà con còn bán vốn đó Thiện cũng khổ lắm nha. Rồi A27 nè. Đó, thêm một con Giang Ma BS400 nè. Đó, bình nó là bình 20 mấy lít lận nha bà con. Bình này là bình 22 lít nha. Ở tình trạng bị một cái lỗ như cái vậy thôi. Cái lỗ này là vì lý do là bị cấn hàng thôi, nó bị một cái lỗ chỗ này nè. Đó, một cái chứng bệnh một cái lỗ chỗ đó nha. Đó, giờ hàng sơ đã lại, máy là nổ ok, ngon. Ngon lành luôn, giờ cứ việc bà con xài thôi. Đó. Đó, bình là nó chỗ này xíu cái đây. Giờ bà con đây nữa nè. Đó, bà con dán keo lại bà con xài thôi nha. Rồi bán cái con này cho bà con giá bán là 1 triệu nha. Đó, bán bà con 1 triệu A27 1 triệu. Rồi A28 nè, thì một cái con xịt thuốc đầu áp TR nè, đầu bãi nè, động cơ là TGM18 nè. À, bình là bình 25 lít nha. Đó, bao cho bà con xài ra thuốc nè. Đó, bao bà con xài ra thuốc luôn, không còn làm gì nữa hết nha. Rồi bán cho bà con giá bán là 1,750,000 nè. Đó, con A28 1,750,000. Rồi A29 nè. Đó, một cái bí 5 nha, MD50 nè. Bình nó là bình 14 lít nha. Đó, bí này là bí sắt nha. Đó, bao nổ bao đồ cho bà con luôn. Đó, riêng con này là bao nổ bao xài cho bà con nha. Rất là ok luôn, bán cho bà con giá bán là 1,8 triệu nè. Đó, bán cho bà con 1,8 triệu nha. A29 1,8 triệu. Rồi A30 nè, một con Rubin 411 đó, bao cho bà con nổ luôn. Đó, bình là xăng là nó chỉ bị tét một chút xíu chỗ này nè. Đó, tét chút xíu chỗ này nha. Rồi bán cho bà con cái con này là bao nổ cho bà con, bị bình xăng thì bị chỗ này một chút xíu này, giờ hàng chỗ này lại là mình xài thôi nha. Rồi bán cho bà con 800,000 nè. A30 800,000 nè. Rồi A31 nè. Đó, một con siêu VIP luôn, Echo 260 nha. Đó, cần tay lái đồ đầy đủ, ống đồ đầy đủ luôn. Đó, bán cho bà con cái con này bán rẻ luôn cho bà con luôn, 1,1 triệu nè. Đó, A31 nha, 1,1 triệu, hơi lửa tốt nha. Đó, xúc nhẹ tiếng xăng lại cho nó nổ thôi. A32 nè. Thêm một con xịt thuốc nha, bình 20 lít nè. À, hơi lửa có nè, giờ xúc nhẹ tiếng xăng nha. Rồi bán con này cho bà con giá bán là 450,000 nè. A32 450,000 nè. À, A33 luôn. Thì một cái con TL33 hàng tàu xuất Nhật nha. Đó, bơm nước bao hơi bao lửa bao đủ đồ cho bà con. Giờ cái việc bà con xài tao bán cho bà con 700,000 nè. Đó, A33 700,000 nè. A34 nè, Cushin nè, bao hơi bao lửa luôn nè, màu xăng màu đồ nổ hết nè. Giờ xúc nhẹ xuống xăng lại dùng cho Thiện cái nữa là xài ok nha. Rồi bán cái con này cho bà con cũng vậy, bán cho bà con 720,000 nè. A34 720,000 nha. Rồi, cũng như mọi khi. Đó, Thiện cũng có cuộn dây 50m, dây cắt 6 nha, dây bấm hai đầu, dây dẻo đàng hoàng. Bà con nào lấy giờ tại hàng này là hàng Thiện lấy hàng công ty nha. Rồi bán cái dây, chốt dây là kêu đọc chốt dây dùm cho Thiện. Rồi dây là bán cho bà con 420,000 nè. Rồi A35 nè, một con Curit MD450 nè. Đó, 450 nha. Đó, bao giật được nè, cái thứ nhất bao giật được nè, đủ đồ nè. À, bình xăng là còn nguyên nhưng mà bị bắt bị cái bát chỗ này, bình chứa nó cũng còn nguyên, mấy cục cao su thì nó bị sứt.
đấy, cục cao su bị sứt nha. À, rồi bán rẻ cái con này cho bà con luôn, 520 ngàn, A55 520 ngàn nè, A35 520 ngàn, rồi A36 nè, một kim cung rubin 411 nữa nè. Đó, bao nổ cho con, bao đủ đồ, bao bình đồ không bởi, không có gì hết. À, giờ cái việc bà con xài thôi, bán cho bà con 920 ngàn nè, A36 920 ngàn, rồi A37 luôn, khi một con máy hàng thu dân nè. Đó, hàng máy thu dân nha, giật được nè. Đó, bình chứa nó còn nè. Đó, trước xăng còn nè. Đó, mắt đới của su nè, mắt đới của su nha. Đó, bình còn nguyên nè. Đó, rồi bán cái con này cho bà con 500 ngàn nè, A37 500 ngàn nè. Rồi A38 luôn, thêm một cái con thổi lá, bao lăn được nè, bao lăn được nè. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn. Ờ, bán rẻ rồi, bán rẻ luôn nha. Rồi bán cho bà con 380 ngàn nè, A38 380 ngàn nè. Rồi A39 luôn, thêm một cái bình xịt thuốc nha. Ở vàng xịt thuốc nè, ở ba bà con mấy đồ nổ ok nha. Dây thì có được 20 mét dây nè, bình 50 lít nè. Ở bình 50 lít nha. Rồi bán cái con này cho bà con, giá bán là 3 triệu nha. Ở bán cho con 3 triệu, viên vàng luôn nha. Ở bán cho con 3 triệu là A39. Rồi A40 nè, thì một con Maru MD 2002 nha, bao nổ cho bà con nha. À, cái dàn áo chỗ đây nó hơi bị tét chỗ này nè. À, con này bao nổ cho bà con, bình 20 lít có chức năng xả lúa nè. À, cũng đầy đủ đồ nha. Rồi bán cái con này cho bà con 1 triệu 9 nè. A40 1 triệu 9 nè. A41 nè, thì một con rubin cánh bướm nè. À, hơi lửa rồi tốt nè, màu xanh màu đồ nổ nè. À, màu xanh màu đồ nổ hết đầy đủ nha, bơm nước mini sách tay nha. Rồi bán con này cho bà con 900 ngàn nè, A41 900 ngàn nè. Rồi A42 nè, à, một con MD 321 nè. À, bao nổ luôn nha bà con, bình nó là bình 10 lít nè. À, bình này bình 10 lít thôi nha. À, bán cho mấy những anh già có chức năng xả lúa nha bà con, tay nhựa quạt nhựa nè. À, tay nhựa quạt nhựa nha. Rồi bán rẻ cho bà con luôn 1 triệu nè, A42 1 triệu nè. Rồi thì hôm nay Thiện cũng lên ít đó cho bà con nha. Thì ngày mai ngày mốt là hàng của Thiện điện vừa rồi, Thiện sẽ lên thêm cho bà con nha. Thì cũng giao lưu tại đi mấy ngày rồi cũng nhớ bà con quá, cũng lên một cái clip ngắn để cho bà con còn nhớ đến Thiện nha. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.